Dạ, Quốc Hương nhà đất Bình Phước xin kính chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh của em nha. Dạ, thì hiện tại em đang có mặt ở đây, thì tọa lạc tại ấp 4 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Và hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị một lô đất kèm nhà cấp 4 và được rất là nhiều mặt tiền đường nhựa luôn quý cô chú anh chị. Với 37m mặt tiền đường nhựa và 31m mặt tiền đường bê tông, có quy hoạch phủ hồng thổ cư. Và quý cô chú anh chị muốn đăng ký thổ cư thì vẫn đăng ký bình thường ha và lô đất của mình nằm trên trục đường nhựa hành lang lội giới hiện tại là 9 m và xe ô tô xe nói chung là hai xe ô tô giao nhau là thoải mái luôn quý cô chú anh chị và ở đây là có đường điện cáp wifi là đầy đủ luôn ha đường điện của nhà nước luôn quý cô chú anh chị và lô đất của mình thì cách chợ Thiện Hưng là khoảng 2,5 km cách đường quốc lộ cũng khoảng 2,5 km thôi quý cô chú anh chị và nếu mà um, quý cô chú anh chị có quan tâm và muốn mua một lô đất nhiều mặt tiền và có sẵn tặng kèm một căn nhà cấp 4 thì cùng em vào tham khảo lô đất ngày hôm nay em quay ha. Và đường của mình ở đây là đường đường thông nha quý cô chú anh chị và đường bê tông của mình hiện tại chưa thông nhưng mà đường nhựa của mình ở đây là đường thông ha, thông hai đầu ra ngoài đường trục chính nha quý cô chú anh chị. Và à, bây giờ em sẽ chỉ ranh đất cho quý cô chú anh chị mình được thấy rõ ha. Thì lô đất của mình là được 37 m mặt tiền đường nhựa nha quý cô chú anh chị. Sẽ ngay từ ranh tay em chỉ ha ngay cái cọc này quý cô chú anh chị ha có làm rào lưới b 40 kính đất rồi ha thì từ ngay đây và di chuyển qua bên phía bên màn hình điện thoại của em đây là 37 m và tổng diện tích lô đất của mình là được 1478 m vuông thì cái sổ em đã up lên đầu video thì quý cô chú anh chị thấy cái hình sổ là sẽ hình dung ra được cái lô đất của mình ha và được 31 m mặt tiền đường bê tông nữa quý cô chú anh chị thì 37m của mình là tới bên đây ha Dạ, đây nè quý cô chú anh chị, 37m thì ngay tới tay em chỉ nè quý cô chú anh chị, di chuyển qua phía bên lúc nãy em chị ha, là 37m, và nhà của mình là có rào lưới B40 kính đất, và có cổng rào đầy đủ luôn rồi ha, và trên đất của mình là tặng kèm một căn nhà gỗ, nói chung rất là sạch sẽ luôn quý cô chú anh chị, cái à, này là ông bà ở ha, nên cũng rất là gọn gàng, nhưng mà giờ ông bà qua nhà con ở nên cần bán cái căn nhà này đi, tại vì giờ để trống cũng không có ai ở quý cô chú anh chị, thì chỉ có mấy... À, em nhỏ ở đây thôi ha Còn hiện giờ là em nhỏ đi học à, Đi học thêm Nếu quý cô chú anh chị nên à, Không có mở cửa nhà cho mình được ha Và lô đất của mình ở đây là mặt tiền đường bê tông Hành lang nội dưới là 3 mét Mặt tiền đường bê tông này thì xe ô tô di chuyển vào trong đất Là cũng thoải mái luôn quý cô chú anh chị Nói chung mặt tiền bê tông mình thì ôm hết đất luôn ha Đất của mình là rào trắng lại hết rồi nè Và phía trong là còn rất là nhiều hộ dân Ở bên trong nữ quý cô chú anh chị và đây là có một cái ao nè chủ nhà hiện tại đang nuôi cá rất là nhiều ở đây luôn quý cô chú anh chị ha thì nếu mà quý cô chú anh chị mua nhà để ở thì mình có thể là nuôi thêm cá vào cái hồ này cũng được và bây giờ thì em sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà cho quý cô chú anh chị mình được thấy rõ hơn ha thì hôm nay thì chính chủ gửi em bán căn nhà này chỉ với giá là 350 triệu và giá này em báo sát cho quý cô chú anh chị nhà mình luôn ha. Giá này là giá công chứng liền. Không thương lượng và bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình ha. Thì em cũng đã nói rõ rồi nên quý cô chú anh chị xem video thì cố gắng là nghe kỹ giúp em ha và chủ nhà có đổ bê tông này quý cô chú anh chị từ ngoài đường nhựa vào trong đất cho mình nên phần trước của mình là rất là sạch sẽ nè ha. Đây nè quý cô chú anh chị à, đổ bê tông ra tới ngoài đường nhựa luôn ha nên nhìn nhà cửa của mình rất là sạch sẽ luôn và có làm rào lưới B40 là kính đất và phía trước nhà của mình thì có trồng vài cây kiển ha. Có cây mai, bằng lăng và cây cây chanh nè quý cô chú anh chị nói chung là ông bà nên trồng rất là sơ sài ha còn phía trước đây là mình có một cây me đây cái ao của mình nè quý cô chú anh chị đây ha cái này là cái ao của mình nè đó đây nè quý cô chú anh chị căn nhà của mình đây ha đây căn nhà gỗ nhìn rất là đơn sơ nhưng mà rất là thoáng quý cô chú anh chị và phía bên này thì có một phòng nữa ha à, cái này là phần xây thêm thì chủ nhà xây thêm cái phòng này là À, để cho mấy em nhỏ ở đó quý cô chú anh chị, còn đây là cái nhà của mình đây ha, à, nói chung cũng rất là thoáng mát quý cô chú anh chị ha, đây nè quý cô chú anh chị nhìn rất là rộng rãi và rất là thoáng luôn, thì quý cô chú anh chị về là muốn ở nhà này cũng được, còn không thì à, quý cô chú anh chị có thể à, xây nhà khác cũng được ha. Và đây là cái phần bếp của mình hồi đó là chủ nhà nấu ăn bằng bếp củi ở đây nè quý cô chú anh chị. Và đây là bồn nước ha. À, có một bồn ở trên và cái cái bể hồi đó là có xây bể ha. Nhưng mà giờ không sử dụng nên xài cái bồn nước ở trên tiếp nước xuống nha quý cô chú anh chị. Và cái phần này thì chủ nhà xây thêm thôi quý cô chú anh chị ha. Thì nói chung là căn nhà của mình cũng đơn sơ thôi. Thì hôm nay chính chủ gửi em giá là 350 triệu công chứng liền cho quý cô chú anh chị và giá này là giá bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình thì em cũng có nói rõ thì quý cô chú anh chị nghe kỹ và có muốn hỏi thêm thông tin chi tiết gì thì nhớ là liên hệ với em ha em sẽ gửi mọi thông tin sổ sách hình ảnh và vị trí của lô đất này qua cho quý cô chú anh chị nhà mình được tham khảo luôn ha và từ vị trí của em đang đứng đây Di chuyển ra ngoài đường quốc lộ là khoảng 2,5 km thôi quý cô chú anh chị Và di chuyển ra các khu tiện ích Và những cái quán tập hóa nhỏ thì tầm là 1,5 km thôi Nói chung là cũng khá là gần ha Thì à, nếu mà quý cô chú anh chị quan tâm Thì nhớ là liên hệ với em Qua số điện thoại em có ghim trên video Là 0967 557 282 Em sẽ gửi hết thông tin qua Cho quý cô chú anh chị nhà mình được nắm rõ nha dạ thì đây là mình có cái giếng khoan ở đây nè quý cô chú anh chị à, có ao cá chuồng trại đầy đủ ha nhà mình xài bằng giếng khoan ở đây nè quý cô chú anh chị và ao cá ở đây thì chủ nhà là trồng nuôi đang nuôi cá rất là nhiều luôn ha đây ao cá của mình ở đây quý cô chú anh chị và đây là có chuồng trại ha đây là chuồng heo trên đất của mình nè quý cô chú anh chị đất của mình ở đây thì rất là bằng luôn ha, rất là đẹp luôn và à, đây là cái phần đất trống ở phía sau. thì nếu mà quý cô chú anh chị à, mua về thì à, muốn làm nhà mới cũng được ha, thì mình có thể là xây căn nhà ở phía trước và ở sau này thì mình trồng trồng trọt có sẵn chuồng trại để chăn nuôi và nuôi cá luôn ha. nói chung là à, nhà vườn, à, chuồng trại, ao cá là có đầy đủ hết rồi quý cô chú anh chị. thì nếu mà quý cô chú anh chị muốn là à, à, về để à, mua lô đất này ha để về để ở hoặc mua để đầu tư kinh doanh thì em thấy là lô đất này khá là hợp lý nha quý cô chú anh chị và từ vị trí lô đất của mình ha mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 158 km về Bình Dương là 97 km và về thành về đồng xoài là khoảng 78 km nha quý cô chú anh chị Thì cũng tùy thuộc vào vị trí của quý cô chú anh chị nhà mình đang ở đâu nữa ha Thì em sẽ nói lại thông tin một lần nữa cho quý cô chú anh chị nhà mình được nắm rõ nha thì hôm nay chính chủ gửi em bán một lô đất tọa lạc tại ấp 4 xã Thiện Hưng huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước và lô đất mình được 37 m mặt tiền đường nhựa và 31 m mặt tiền đường bê tông và uh, trên đất của mình là có sẵn một căn nhà cấp 4 ha À, căn nhà cấp 4 đây và ở đây có quy hoạch phủ hồng thổ cư thì quý cô chú anh chị mua về có thể đăng ký thêm thổ cư ha và à, mặt tiền đường nhựa của mình là hướng đông nam và mặt tiền bê tông của mình là hướng tây nam nha quý cô chú anh chị và giá chính chủ gửi em bán là giá giá sát luôn nha quý cô chú anh chị tại vì chính chủ nhà cần bán nên bán tụi em giá sát luôn nên anh chị em ai cũng quay giá là 350 triệu bao sổ sách cho quý cô chú anh chị nhà mình và giá này là giá không chứng liền nha quý cô chú anh chị thì nếu mà quý cô chú anh chị có quan tâm thì nhớ là để lại bình luận dưới video giúp em hoặc là nhắn tin với em qua số zalo em có game trên video ha và lúc mà quý cô chú anh chị nhà mình lên mua thì bên chủ nhà sẽ mời địa chính vào và đo ranh cắm mốc cho quý cô chú anh chị mình được rõ ràng ha và đất ở đây thì không vướng tranh chấp không vướng quy hoạch và không có bùa mã ở trên đất nha quý cô chú anh chị đất của mình hoàn toàn là đất sạch luôn ha thì quý cô chú anh chị có um, xem video và có quan tâm thì nhớ là để lại bình luận dưới video giúp em nha và đến đây em cũng xin tạm dừng video ở đây nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo.